Rồi review cho anh em máy vít gập nhé Thì uh, Chủ chốt là dành cho những anh em nào mà muốn uh, Mua vít cái, uh, Con vít uh, ngắt lực đây Con này thì nó sử dụng là Cấp uh, ngắt đó, Khi mà đến lực là nó sẽ ngắt 21 cấp ngắt Và một uh, chế độ auto Giống như khoan Con này thì chủ chốt là để bàn điện tử này. Đó Chủ chốt là để bàn điện tử nhé ngắt cấp 7V2. Có hai số luôn này. Để anh em và điện tử là chú chốt. Đó. Rồi ok thì cây này à, như thế này, một bộ. Một máy, một pin, một sạc như thế này là 1.200.000đ triệu 200 ngàn nha anh em. 1 200 000 bao gồm một thân máy, một pin và một sạc. Đó. Thì đối với cây này rồi, ok. Rồi, tiếp theo là bộ thứ hai là bộ con vít có búa. Cũng một máy, một pin, một sạc hàng nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha anh em. Pin bỏng gì là đổ chốt gài này kia ngon lành hết chứ không có hư hư lỗi nha anh em. Pin là pin zin. Vỏ zin thì đối với con này thì uh, sử dụng uh, búa cho nên là vặn rất là khỏe luôn anh em nào mua con này mà để anh em vặn uh, vít tắc kê tường là thoải mái luôn nha anh em đó anh em siết siết vít tắc kê tường uh, mũi 6, mũi tám thoải mái đó. rất là khỏe hoặc là tháo lắp uh, uh, bên uh, điện lạnh thì anh em có thể sử dụng con này cho nó nhỏ gọn tiện con này là có búa, anh em lưu ý nhé, có búa cho nên khi nó vẫn à, búa đập và cũng rất là khỏe luôn. Rồi, một bộ như thế này cũng 1 triệu 200 ngàn luôn. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ, bao gồm một thân máy, một pin, một sạc. Đó, anh em quan tâm đến hai con dòng này thì có thể liên hệ nhé. Rồi, cảm ơn anh em xem video.